Nam thông báo đây là vùng biển của Việt Nam, các vị đang vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu các vị ngừng ngay hành vi vi phạm và nhanh chóng ra khỏi vùng biển Việt Nam. Kính đã khả giãn chỉnh trái chỉnh cỏ. Mùa biển động là những lúc khó khăn nhất với những người lính cảnh sát biển. Không phải vì say sóng hay những bữa cơm không trọn vẹn, mà vì đó là thời điểm các tàu cá nước ngoài xâm phạm vào lãnh hải Việt Nam đông nhất. Dội vào gành đá, sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước. Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất sóng to, gió lớn, các luồng cá vào biển Đông rất nhiều, nên các tàu cá vỏ sắt này không dễ dàng gì từ bỏ nguồn lợi dù không phải của họ, kiên trì bám đuổi, thậm chí có những lúc kéo dài mấy ngày liền. Mỗi người lính cảnh sát biển luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nguồn lợi thủy sản của Tổ quốc thân yêu. Cái việc vi phạm của tàu cá nước ngoài đối với vào vùng biển Việt Nam là việc diễn ra thường xuyên và rất nhiều. Nên là trong thời gian gần đây là lực lượng của chúng tôi đã tăng cường lực lượng để kiểm tra kiểm soát, xua đuổi để bảo vệ cái vùng biển của Việt Nam, bảo vệ cái lợi ích của ngư dân. Thì chúng tôi là thường xuyên tuyên truyền phổ biến cái pháp luật trên biển, bảo đảm cho nhân dân, giúp nhân dân vững tâm để yên tâm là khai thác ở trên cái vùng biển của mình. Nghề đi biển của ngư dân Việt Nam hiện nay đã có nhiều thay đổi, tàu đã lớn hơn, dụng cụ đánh bắt đã hiện đại hơn để ngư dân vươn xa bám biển. Do đặc thù nghề nghiệp, nhìn chung họ thường không có điều kiện được học hành cao, và do đó một số kiến thức về luật pháp, nhất là luật pháp quốc tế còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, kinh nghiệm về nghề của họ thì lại rất đáng nể. Như những ngư dân Thái Bình trên con tàu cá TB3452 này, người ít kinh nghiệm nhất đã có 10 năm đi biển. Khi nguồn hải sản gần bờ ngày càng khan hiếm, ngư dân đã đóng tàu lớn hơn để vươn ra khơi xa. Và với sự có mặt của những chiến sĩ cảnh sát biển, họ cảm thấy yên tâm hơn để bám biển, làm giàu cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước. Tất cả là vì đất nước rồi, vì biển đảo của mình, vì cái cuộc sống và vì cái trách nhiệm chung của mình. Mình thì là ngư dân thì mình có quyền là làm, mà mình hơn nữa là khi mình đi làm thì mình dựa vào các cái chức năng bảo vệ của các cái ngành các cấp, thì coi như thế là mình cũng có cái phần an toàn để mình đi, thì cái niềm tự tin của mình thì nó vẫn phải cao hơn rồi. Trên biển của Tổ quốc Việt Nam hôm nay, mỗi tàu cá là một cột mốc, mỗi ngư dân là một chiến sĩ, giúp cảnh sát biển có thêm tai, thêm mắt để bảo vệ sự bình yên của biển. Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thì thường xuyên lợi dụng cái thời tiết xấu ảnh hưởng đến cái quá trình hoạt động của lực lượng chức năng. Cái kinh nghiệm thì là phải thường xuyên bám nắm địa bàn và triển khai áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để chúng ta có thể là nắm bắt được cái quy luật hoạt động của các đối tượng, để qua đó là chúng ta có cái biện pháp để đấu tranh. Trong chuyến công tác cùng tàu cảnh sát biển 2008, chúng tôi được chứng kiến một cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa những người lính cùng hải đội 141. Hơn một tháng bám trụ trên biển đã khiến màu sơn của thành tàu 3004 bay đi nhiều. Nước da của người chiến sĩ cũng thay đổi bởi cái nắng và cái gió của biển. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, những người lính chỉ kịp gửi cho nhau những bó rau, thùng mì tôm, trao đổi với nhau vài câu về tình hình biển cả và đất liền.
đến nay thì cũng thời gian công tác trên biển cũng rất dài. Cái nhiệm vụ thì cũng rất nặng nề, có những hôm sóng to gió lớn. Mọi điều kiện sinh hoạt anh em chúng tôi đều phải hết sức tiết kiệm, đặc biệt là nước ngọt rồi các thực phẩm rau quả là phải rất tiết kiệm để bảo đảm cho cái chuyến công tác dài có thể hàng tháng rồi. Ngay từ tối hôm qua bộ đội cũng rất háo hức rồi. Đấy, hôm nay được nhận tiếp tế lương thực thực phẩm, được giao lưu với các đồng chí đồng đội trong bờ rất là vui. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đơn đau. Tổ quốc của tôi. Trên tàu cảnh sát biển 2008, Thượng úy Trần Văn Nghĩa là người có kinh nghiệm nhất. 10 năm công tác tại Trường Sa đã khiến bề ngoài của anh non già hơn nhiều so với cái tuổi 36. Vị mặn của biển đã ngấm vào máu thịt anh, nên sau một thời gian ngắn làm việc trên đất liền, anh lại xin đi biển, dù cha của anh khi ấy vừa mới qua đời chưa đầy nửa năm. Khi nào vào đất liền thì con sẽ về thăm gia đình mẹ. Cái mẹ ở nhà vẫn giữ gìn sức khỏe nhé. Cố gắng là anh làm đất được về. Dạ vâng. Anh em chúng con ở đây sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở ngoài biển và thực hiện nghiêm chỉ thị mệnh lệnh cấp trên giao phó. Tối đêm nó khuya rồi con trai chúc mẹ luôn ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe mẹ nhá. Bố mới mất thì đó là một cú sốc rất lớn đối với bản thân tôi khi trong đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Vấn đề thứ hai là về đối với gia đình, vợ thì chưa qua con việc làm, hoàn cảnh gia đình tôi như thế. Và từ đó thì được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải biển tạo điều kiện cho tôi hỗ trợ và xây dựng cái nhà tình nghĩa cho gia đình. Đó là cái điều mơ ước của tôi đối với mấy năm nay. Mỗi năm nếu tính theo tháng thì có tới 3/4 thời gian những người lính cảnh sát biển lênh đênh trên biển. Trong chuyến công tác này, sự góp mặt của những nhà báo nữ khiến cho không khí trên tàu trở nên vui vẻ hơn. Cũng lâu rồi, các chiến sĩ trên tàu 2008 mới có cơ hội thể hiện những bài ca về tình yêu lứa đôi, về niềm tin chiến thắng dành cho Tổ quốc. Chúng tôi học tập công tác và thực hiện các cái nhiệm vụ thực thi duy trì pháp luật trên biển thì sau mỗi ngày chúng tôi đều có hội họp anh em lại để cùng trao đổi tâm tư tình cảm. Ngoài ra chúng tôi sẽ cùng trao đổi những lời ca tiếng hát để giải tỏa một phần tâm lý trong cuộc sống cũng như là các công việc thường ngày đã trải qua, để từ đó anh em có sự trao đổi mặn đồng với nhau và từ đó phát triển vươn lên trong cuộc sống để cùng nhau hoàn thành tốt cái nhiệm vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 1 giao cho. Buổi giao lưu sớm kết thúc để con tàu tiếp tục hành trình làm nhiệm vụ trên biển. Trong hải trình dày, có mấy khi những người lính được nghỉ trọn vẹn một đêm, cứ 2 tiếng lại thay ca một lần, nên dù sóng gió đến mấy cũng không ngăn được giấc ngủ của họ. 32.001 Anh một tiếng 1.500 Máy dừng. Máy dừng. Máy trai tiếng. 32.001 Được. Xác định được cái vị trí vai trò nhiệm vụ của những người lính cảnh sát biển thì dù trong hoạt động trong một điều kiện khắc nghiệt hoặc vất vả như nào, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng vượt qua, khắc phục những khó khăn, gian khổ để mục đích cuối cùng là để bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc cũng như là nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. Chúng tôi rất là cảm thấy vinh dự và tự hào đã là người lính cảnh sát biển. Những ngày thực thi nhiệm vụ trên biển cùng tàu 2008 là khoảng thời gian trải nghiệm quý giá với nhà báo Đặng Thanh Hà, Ban Chính trị Xã hội, Báo Nhân dân. 17 năm lăn lộn với nghề, chị đã đi dọc chiều dài của đất nước, nhưng trên biển thì đây là lần đầu tiên. Với chị,
Đây chính là chuyến đi đem lại rất nhiều chi tiết quý giá để những bài báo càng thêm sống động. Cũng có lúc thì cũng đã từng đi xuống nấu ăn cùng các anh, tận tay thái những cái bắp cải mà cái lõi của nó thì nó đã héo rồi, nó đã ruỗng ra rồi, những cái nơi đầu sóng ngọn gió như thế. Thì tất cả những cái ý chí, những cái quyết tâm bám biển, giữ biển của lực lượng cảnh sát biển cùng với lại lực lượng hải quân và kiểm ngư, thì tôi tin rằng là cái việc chủ quyền biển đảo của chúng ta là luôn luôn được các anh giữ vững. Trước mỗi hải trình trên biển, các tàu cảnh sát biển vùng 1 thường dừng lại ít phút tại khu vực biển Hoàng Châu để tưởng nhớ người đồng đội Phạm Văn Huy vừa hy sinh khi bắt giữ tàu chở dầu lậu. Ít người biết rằng, ngay trong thời bình, nhưng năm nào cũng có những người cảnh sát biển Việt Nam ngã xuống. Những sự hy sinh dũng cảm đó đã góp phần tô thắm hình ảnh của người chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam trong đấu tranh chống tội phạm, chống vi phạm trên biển, giữ gìn cuộc sống bình yên của biển đảo quê hương. Sáng nay, lá cờ mới được kéo lên sau những hải trình vất vả với người lính cảnh sát biển. Lễ chào cờ và những giai điệu hào hùng của bài quốc ca được vang lên trên biển mang nhiều ý nghĩa. Đó là tình cảm muốn gửi gắm về đất liền, là động lực tinh thần để vượt qua những khó khăn trong hành trình thực thi pháp luật trên biển. Muốn làm đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường độc hành xa. Thôi, đồng chí Đinh Văn Sáng, vâng, ra khỏi lên đồng thề đi. Do, lời thề danh dự của quân nhân, chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc. Một, hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề. Được hát bài quốc ca ở trên biển khi chào cờ trên biển, cảm nghĩ chúng tôi đấy là cái giờ phút thiêng liêng nhất của người lính biển, được hướng về tổ quốc mình. Với lời thề của người lính luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân để giữ biển bình yên. Sông pha nơi đầu ngọn sóng, từ Hoàng Sa tới Trường Sa, từ Vân Đồn tới Phú Quốc, khắp bốn vùng. Ở đâu cũng có hình ảnh của những người lính biển kiên trung, vững vàng bám biển. Tàu là nhà, biển đảo là quê hương. Câu nói đó đã gắn liền với mỗi người lính cảnh sát biển và cũng là mệnh lệnh thiêng liêng xuất phát từ trái tim luôn sục sôi tình yêu biển, yêu đất nước của họ.